Xin chào các bạn quay trở lại với kênh YouTube Thiết bị Điện Thanh Tâm. Thì hôm nay Tâm sẽ review cho các bạn một cái sản phẩm là bộ khống chế nhiệt độ hiệu 3230. Rồi các bạn ơi, bây giờ mình sẽ hướng dẫn cái cách cài đặt cái bộ điều khiển nhiệt độ 3230 này nha. Thì trên màn hình các bạn thấy bây giờ là mình màu xanh nha. Đường led màu xanh này là nhiệt độ cần cài đặt nha, 33 độ C. Đó. Rồi màu đỏ trên đây á là nhiệt độ mà cái đầu dò cảm biến nó đang đọc về, nó đang đo về. Đó. Để ý vậy ha. Rồi để cài đặt thì mình Tâm có ghi tờ giấy bên ngoài đây để cho anh em mình có thể dễ dàng theo dõi. Đầu tiên nếu muốn cài đặt nhiệt độ chúng ta phải biết cài đặt là bao nhiêu độ C. Tâm ví dụ đây là 33 độ C nha. Đó, Tâm vẽ cái thang nhiệt độ này này. Đó. 33 độ C. Rồi các bạn chú ý là khi mình muốn cài 33 độ C mình sẽ bấm set. Để cái đầu dò xa một xíu. Rồi. Bấm set nha, nó nhấp nháy nè, bạn thấy không? Xong bấm mũi tên lên xuống để bạn cài, ví dụ xuống nè 25 32.5 nè, ví dụ thế. Đó, bấm lên xuống rồi bạn buông ra thì tự động nó sẽ ngưng nhấp nháy và nó sẽ lưu lại cái số đó 33 độ C. Rồi như vậy mình đã cài xong cái nhiệt độ mà mình muốn rồi đó. Nhưng mà thường là nhiệt độ thì nó không có thể nào mà đóng tắt hay là đóng cắt cái thiết bị mà gia nhiệt á ngay tại một cái điểm nhiệt độ 33 như thế này được. Thì nó sẽ, ví dụ lên 33 nó sẽ tắt, dưới 33 nó sẽ đóng, như vậy sẽ đóng cắt có thể là liên tục luôn, nó làm hư cái thiết bị của mình. Cái thiết bị đây có thể là cái lò sưởi hay là cái gì máy xo hay là cái quạt điều hòa gì đó, ví dụ thế. Do đó nó sẽ có một cái biên độ dao động cho nó. Thì biên độ người ta gọi là chỗ này, nó trong phần cài đặt nâng cao nó gọi là B1 nha. Rồi ở đây thì mình nói trước là biên độ dao động nó mặc định là 2 2 ha. Các bạn có thể cài đặt cái biên độ này. Rồi, cái bộ 3230 này nó có một chức năng hay nữa đó, đó là cho phép chúng ta cài đặt cool là làm mát hoặc là heat là làm nóng, tùy theo cái ứng dụng có hai chế độ như thế này. Và hai chế độ này mình miêu tả trên màn hình luôn. Mình nói trước nha, sau đó mình sẽ đi qua chỉ hướng dẫn cài đặt sau. Ví dụ mình đang ở 33 và mình muốn heat lên và mình đặt có biên độ nhiệt là 2 thì nó sẽ là 31 đúng không ạ? Mức thấp nè. Thì dưới 31 độ C á nó sẽ bắt đầu nung. Dưới 31 độ C cho tới 33 nó sẽ bắt đầu hít. Nó hít lên tới 33 luôn nha. Khi nó đi lên á, từ nhiệt độ từ thấp đến cao nó sẽ hít cho tới nung nóng cho tới 33. Ví dụ là cái dây máy xo là cái máy sưởi. Rồi, thì 33 trở lên thì sẽ tắt, nó không hít nữa. Ha. Các bạn chú ý như vậy. Đó là một chế độ hít, các bạn để ý. Rồi một chế độ cool là làm mát nữa. Làm mát hay như thế nào? Bây giờ nhiệt độ á, ở trên 35 độ mình là cài 33. Nhưng mà khi mà nhiệt độ nó tăng 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 dần lên tới 35 á, tức là nó bằng 33 cộng 2 nè. 35 thì nó bắt đầu mới vào bật cái quạt làm mát. Đấy, nó sẽ làm mát tới khi nào? Nó sẽ làm mát cho nhiệt độ nó giảm dần, giảm dần, giảm dần. Nó giảm cho tới khi 33 thì nó sẽ ngưng, nó không làm mát nữa. Cái cách làm mát, nó cách hoạt động của cái bộ này nó như vậy đó. Nên tới mức 33 này nè, nó sẽ ngưng, không làm mát nữa. Và nếu bắt đầu mà nhiệt độ bắt đầu lại nóng lên nữa, vì lý do gì đó mà nó nóng lên nữa, cái môi trường nó nóng lên, qua 35 thì nó lại tiếp tục bật cái quạt làm mát. Thì cool là như vậy, và heat là như vậy. Thì đó là nguyên tắc nó hoạt động, của cái bộ này nó hoạt động. Rồi để cài đặt thì chúng ta làm sao? Cài đặt thì khi cài đặt nâng cao, bấm giữ phím set ha, giữ cái nút set này nè, cho nó vào B0. B0 thì nó cho phép chúng ta chọn H hoặc là C, Heat hoặc là Cool. Thì các bạn chọn hai chế độ đó. Bây giờ tâm bấm giữ nha. Bấm giữ nè, bấm giữ phím set nè, C ha, là Cool đó. Các bạn bấm phím mũi tên lên nó sẽ là Heat. Rồi tâm đang ví dụ là Heat đi ha. Chọn Heat, rồi bấm set lần nữa. Thì nó sẽ bấm giữ nha, xin lỗi. Mình phải bấm giữ thao tác cho nó nhanh. Đó là B0 ha, mình xuống B1 nè. B1 nó đang là 2 nè. Thì các bạn hãy tăng giảm nè ha. Cái biên độ á, biên độ nãy mình nói đây nè. Rồi, bấm set một cái nữa là nó sẽ ra B1, xin lỗi B2, B3. Đó, B2 và B3 là nhiệt độ cao nhất mà cái đầu dò cảm biến hai cái bộ này có thể đo về được, là nhãn xuất mặc định là 120 độ C, và mức B3 là mức thấp nhất là trừ âm 55 độ C. Rồi, cái B2, B3 này mình không cần phải chú ý tới. Còn cái B4 nè, cái B4 đối với các bạn mà cần có độ chính xác cao, đo nhiệt độ có độ chính xác cao hơn á,
thì các bạn chú ý cái phần B4 này. B4 này nó phép chúng ta hiệu chỉnh nhiệt độ ở mức là 0.1 độ C. Mỗi bước nhảy nó là 0.1, bạn thấy không? Hiệu chỉnh nè. Ví dụ như đầu dò cảm biến nó đo về là 33 độ C, nhưng mà thực tế môi trường á, chúng ta đo bằng thiết bị hiệu chuẩn cao cấp hơn á, nó chỉ có 32.5 độ C thôi. Thì chúng ta phải hiệu chỉnh đi là trừ 5 độ C cho nó giảm xuống. Đấy, các bạn kịp không? Gọi là hiệu chỉnh nhiệt độ. À, hay là đi bù nhiệt độ đó. Bù có thể bù âm hoặc bù bù dương. Thì đấy là phần cài đặt nhiệt độ cho cái 3230 này chúng ta vừa giới thiệu. Rồi tiếp theo, sau khi chúng ta cài nhiệt độ rồi thì bây giờ Tâm sẽ test thử cho anh em mình xem nha. Để test thử thì Tâm sẽ đấu nối một số dây điện. Cũng đơn giản thôi. Cái bộ này thì nó đấu nối như thế này nha. Tâm đang đấu nối sẵn rồi nên cẩn thận. Nó sẽ có cộng và trừ. Đây là cộng trừ nè. Thì các bạn đấu cộng là điện dương vào. Điện có thể điện 220V nha. Và trừ là điện nguội. Đó, lửa và nguội vào. Rồi X1, X2 khi mà cái le bên trong cái bộ này nó đóng đóng mạch á, ngắn ngắn mạch á. Thông mạch thì nó sẽ X1 thì X2 nó sẽ gọi là đóng lại. Thì nó sẽ xuất tín hiệu ngõ ra. Thì đây Tâm dùng các bạn để ý nè. Tâm dùng dây màu nâu để nối tín hiệu dây lửa nè qua X1 nè. Rồi X2 nó sẽ đi ra cái khởi động từ. Đây Tâm có dùng khởi động từ. X2 sẽ đi qua khởi động từ ha, đi vào chân A1 của khởi động từ. Rồi tương tự cái dây đen này, xin lỗi, dây xanh này là dây nguội nè, nó đi vào chân A2 khởi động từ để đóng cắt cái cuộn hút của khởi động từ. Trong trường hợp chúng ta điều khiển thiết bị công suất lớn, ví dụ như dây máy so hay là máy quạt công suất lớn hay là máy sưởi công suất lớn, thì nên dùng khởi động từ. Ngoài khởi động từ thì đây là khởi động từ 3 pha. Ví dụ khởi động từ 3 pha hiệu LS, các bạn có thể dùng cái relay kiến cũng được. Relay kiến gọi là khởi động từ 1 pha cũng được, tùy theo cái ứng dụng của mình ha. Ở đây thì các bạn thắc mắc là cái tải ha. Chân T1, T2, T3 đấu ra cái tải. Thì đây Tâm minh họa là cái bóng đèn để làm cái tải, ví dụ chúng ta để gia nhiệt. Rồi đấy là cái cách mà đấu dây ha. Anh em mình xem kỹ lại và để biết cách sử dụng. Rồi cái đầu dò cảm biến này thì nó có chiều dài khoảng gần 1 mét. Thì các bạn nó linh hoạt mà sử dụng. Chúng ta cũng có nhiều anh em hỏi là cái dây cảm biến này có thể dài hơn không. Thì thực tế là nó có loại 3 mét, thậm chí 5 mét luôn. Nhưng mà khi đó thì cái tín hiệu điện trên dây này nó sẽ bị suy giảm. Chính vì thế mà các bạn nên hạn chế nối dây, mà nên dùng cái dây đúng là của cái nhà sản xuất. Thì nó sẽ giảm thiểu cái sự suy giảm tín hiệu trên đường truyền để nhiệt độ chúng ta được chính xác. Rồi, bây giờ thì Tâm thử nha. Đầu dò cảm biến đâu rồi? Đây. Mình cài 33 độ. Bây giờ nó là 35.5.6 độ. Nhiệt độ bên ngoài khá là nóng ha. Thì bây giờ Tâm sẽ thử giảm nhiệt độ bằng cách là mình sẽ để vào một cái ca cốc nước thế này. Cốc nước ha, nó sẽ giảm nhiệt độ xuống. Đấy, nó giảm rất là nhanh, các bạn thấy không? 34.33 luôn rồi đó. 32. Nó xuống 31 độ nha. Thì sẽ bật nó ra. Các bạn để ý khởi động từ nè, nó sẽ nhảy cái cọc nè. Đó. Đó, nó nhảy thế, các bạn thấy không? Khởi động từ nó hút rồi nè. Này nó hút xuống rồi nè. Đèn này nó sáng lên rồi nè. Do cái tần số của điện là mình đang là 50Hz nè. Nên cái hiện tượng đèn nó chớp chớp khi mấy bạn quay phim nè. Tại vì tần số lấy quay phim mình chỉ có khoảng 30 khung hình trên giây thôi. Còn này nó khoảng 50Hz, tức là nó chuyển đổi 50 lần trên một giây lần. Nên nó không có đồng đều cái tần số. Chính thế mà các bạn thấy cái đèn đỏ nó sáng lên thì nhưng mà nó cũng chớp chớp trên màn hình camera. Rồi bây giờ mình sẽ gia nhiệt lên nè. Gia nhiệt. Tâm gia nhiệt bằng cách Tâm dùng tay để ma sát nó nóng lên. Giờ nóng lên tới 34 độ, các bạn thấy ý không? Đó, tức là nó qua 33 độ C rồi, khởi động từ đã nhả ra rồi. Bây giờ các đèn các bạn thấy nó tắt rồi nè, nó không còn nháy nữa, thấy không? Mình thử lại nha. Thôi bây giờ mình thử lại ở chế độ mà cool đi. Cool cho các bạn xem nha. Hồi nãy đang là H ha, giờ mình chuyển là cool nè. C ha. Rồi C. Đó, C thì bạn nhìn nè, nhiệt độ đang là 35.8 độ C nè. Tức là nó vượt quá 35 độ nè, thấy không? Thì nó sẽ bật cái chế độ làm mát. Mát nha.
đèn nè, đèn đang sáng nè, cụm từ đang hút nè. Đó. Rồi bây giờ chúng ta sẽ làm cho nó mát xuống dưới 33 độ xem các bạn thấy hiện tượng gì xảy ra nha. Tâm đang bỏ nó vô cái ca nước nè. Nhiệt độ đang giảm xuống 33 nè. Đó. Nó vừa xuống 33 độ C bắt đầu nó cụm từ nó nhả ra nè ha, đèn tắt luôn nè. Đấy. Đèn tắt, cụm từ tắt tức là nó không làm mát nữa tại vì nhiệt độ đang xuống thấp rồi đâu làm mát chi nữa. Mà nó chỉ muốn duy trì cái khoảng là từ 33 độ tới 35 độ thôi, nó đang duy trì cái khoảng này thôi. Còn nếu mà làm nóng thì duy trì khoảng 31 tới 33 độ. Thì đó là cái lưu ý, cái nguyên tắc hoạt động của cái bộ 3230 này, bộ khống chế nhiệt độ này. Thì anh em mình biết để sử dụng sao cho nó hiệu quả. Một cái điểm mà Tâm chia sẻ luôn đó là thuộc về kinh nghiệm, đó là cái B1 này các bạn chọn như thế nào. Đối với cái thiết bị mà gia nhiệt mà nó có độ quán tính thấp á, thì các bạn chọn B này nó nhỏ, có thể 1, 2 độ, 3 độ, 4 độ. Nhưng mà đối với những cái thiết bị gia nhiệt cao, quán tính cao, tức là lâu lắm nó mới gia nhiệt lên được á, tức là gia nhiệt phải rất là lâu thì nó mới tăng nhiệt độ lên. Ví dụ cái dây may so công suất lớn từng 5-7 ngàn watt, ví dụ thế, thì khi nó nóng lên rồi thì nó sẽ chậm nguội lắm, mà khi nó nguội thì nó chậm nóng lắm. Do đó bạn chọn cái B1 nè, nó rộng chút xíu, có thể 50 độ, 20 độ, thậm chí là 20-30 độ, đó, tùy vào cái ứng dụng mà chúng ta và cái tính chất của cái thiết bị điều khiển mà chúng ta sẽ chọn sao cho nó phù hợp ha. Rồi, vậy thì thiết bị điện Thanh Tâm cũng vừa chia sẻ cái kinh nghiệm và cái cách sử dụng cũng như cách cài đặt cái bộ khống chế nhiệt độ 3230, loại này để lắp tủ điện ha. Cái này nó có cái hai cái thái má gài hai bên nè, thì chúng ta có thể lắp tủ điện dễ dàng. Rồi, Tâm cảm ơn anh em, và nếu thấy hữu ích thì nhớ đăng ký kênh YouTube để ủng hộ Tâm, và có thể bấm like hoặc là chia sẻ để ủng hộ Tâm. Rồi, Tâm cảm ơn và hẹn gặp lại anh em mình trong một cái video không xa. Tâm sẽ chuẩn bị làm một cái video mới, video tiếp theo cũng liên quan đến bộ điều khiển nhiệt độ mà Tâm sẽ giới thiệu kỹ hơn về bộ điều khiển là STC 1000. Thì các bạn nhớ bấm nút đăng ký, bấm cái chuông để theo dõi video mới. Rồi, xin chào và chúc anh em bảo trọng trong mùa dịch bệnh Covid này.